Ít đầu hơi khó giờ thoải mái. Ừ. Nay 9 giờ anh off nha mọi người. 9 giờ. 9 giờ chắc anh off. Sao mà nè. Ôi, cổng gì đây? Cổng xích dịch nè. Ôi. Mọi người, cổng xích dịch nè. Ôi. Ghê hả? Đi nổi không? Ai đu. Thôi, nay nghỉ sớm đi. Ngày mai đi. 100% ra đó hả? 100% ra gì xích dịch hả? Ôi. Đi ké mà ra luôn á. Ghê à. Hơi lắm hả mọi người? Ra cổng này là hơi lắm phải không? Hello sát nha. 100% ra xích dịch luôn á. Trời ơi. Ghê vậy? Vậy là ra con Luna luôn hả? Hay sao mọi người? Ghê hả? YouTuber khác đi hơn 100 cổng mới được cái xích dịch đó hả? Ghê hả? Ủa vậy bây giờ mình đi cổng này là được con xích dịch Luna luôn hả? Mọi người? Nhưng mà nếu đi là phải... Nếu đi là phải đội hình mạnh lắm mới đi được phải không? Nhân phẩm cấp vũ trụ luôn á, trời ơi. Ghê trời. Bây giờ phải kiếm ai. Giờ phải kiếm ai đó mà rồi mới đi được á. Em ra xích dịch Luna tiếp rồi nè. Trời ơi. Luna cũng được cơ mà up max 350k tiền. Trời ơi.